Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16 tháng 4, tại Hà Nội thời tiết nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ giao động từ 21 đến 30 độ C. Phía Tây Bắc Bộ thời tiết có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ giao động từ 20 đến 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ giao động từ 20 đến 31 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, ngày có mưa vài nơi, riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ giao động từ 22 đến 30 độ C, riêng phía Nam có nơi trên 30 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận thời tiết có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động từ 25 đến 33 độ C. Tây Nguyên thời tiết có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ giao động từ 21 đến 33 độ C. Nam Bộ thời tiết có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ giao động từ 25 đến 35 độ C.